Lạng Kha Kỳ Duyên chương 494, Kim Tơ Thằng Kỳ thực mang lông vũ cường đại thần thú hoặc là hung thú là phi thường nhiều, kế duyên kiếp trước bất quá là cái phổ thông dân đi làm, hơn nữa còn là để ý công khoa, cũng không phải gì đó lịch sử thần thoại nghiên cứu người có quyền, thứ nhất thời gian nghĩ đến ấn tượng sâu nhất chính là Kim Ô cùng Tất Phương. Đương nhiên rồi, lão ăn mày đồng thời không biết những này, tự nhiên cũng không có khả năng chỉ ra chỗ sai kế duyên có cái gì để lọc báo, hắn hiện tại trong lòng một mực đang nghĩ lấy giải trí kim ô cùng tất phương cái này ba cái danh từ ý đồ tại trong trí nhớ tìm kiếm khả năng gặp qua địa phương nhưng kết quả chứng minh đây là phí công lão ăn mày xác định chính mình thật sự là lần đầu tiên nghe được cái này ba loại sinh linh tại kế duyên cùng lão ăn mày tự mình thấp giọng giao lưu thời điểm quốc sư môn ngọc thông cùng mấy cái khác thiên sư sử tu sĩ cũng cẩn thận mà tới gần hai vị tiên trưởng không sao chứ lão ăn mày hướng bọn họ cười cười. Không có việc gì không có việc gì, ta cùng kế tiên sinh náo loạn chút ít động tĩnh để cho chư vị đạo hữu bị sợ hãi. Kế duyên tứ phương phía sau, cũng là hướng về quốc sư cùng vài cái tu sĩ hơi hơi chấp tay, tạ lỗi nói. Nhất thời không thu tay được, phá hủy thiên sư sử đại điện, mong rằng rộng lòng tha thứ. Không ngại, không ngại. Hai vị tiên trưởng không cần chú ý, đều là chút vật ngoài thân mà thôi, triều đình tự sẽ phái người tu sửa. đừng nói là mọi người căn bản không quá để ý đại điện này, chính là để ý. môn ngọc thông mấy người cũng không dám trách tội kế duyên cùng lão ăn mày a, à, ngược lại là lòng hiếu kỳ đã bị câu lên. môn ngọc thông cũng không nhịn được hỏi ra cùng lão ăn mày trước đó vấn đề giống nhau lời nói. hai vị tiên trưởng, vừa rồi cái kia yêu khí thật là đáng sợ. cái kia động tĩnh đến tột cùng đại biểu cái gì? kế tiên sinh trong tay chi lông vũ lại là thuộc về phương nào dị thú lão ăn mày xem hắn lắc lắc đầu nói có một số việc hay là không biết tốt mặc dù chưa từng nghe qua giải trí tất phương cùng kim ô nhưng những này tuyệt đối là chân chính tồn tại có lẽ là đã từng tồn tại điểm này lão ăn mày không chút nghi ngờ mà những này bây giờ tự hồ cũng là một loại nào đó bí mật sự tình thường nhân hay là ít biết rõ thì tốt hơn không sai ở trong mắt lão ăn mày thiên sư xử những tu sĩ này cũng kém không nhiều chính là thường nhân phạm vi nghe được lão ăn mày mà nói quốc sư bọn người không nghi ngờ gì vội vàng liên thanh xưng vân mà bên cạnh kế duyên đồng thời không nói gì thêm dạng này hắn còn có thể ít giải thích một số việc đâu nghĩ đến trước đó quốc sư nói tranh này được từ bảo khố kế duyên ánh mắt lóe lên trong lòng cũng có rồi chút ý tưởng xin hỏi môn quốc sư như kế mổ nếu muốn đi bảo khố quan sát một cái có thể hay không tạo thuận lợi. Kế duyên biết rõ hắn đưa ra yêu cầu này, đại tú quân thần cũng sẽ không phản đối, này lại cũng chính là hình thức bên trên hỏi một chút mà thôi. Quả nhiên, môn ngọc thông nghe vậy, lập tức bảo đảm nói. Kế tiên trưởng yên tâm, hoàng thượng tất nhiên sẽ đồng ý. Một bên khác, hai tên thị vệ vội vã rời đi chính điện vị trí, về tới hoàng đế bọn người sở tại viện lạc, gặp được đang đứng ở trọng trọng bảo hộ bên trong hoàng đế. Mặc dù hoàng đế trước đó nói là không cần thiết trở về hoàng cung, cho rằng bên này không an toàn nơi đó cũng không tốt gì, nhưng hành động thực tế bên trên hay là rất thành thật. Liền hai cái thị vệ đến một lần vừa đi như thế một chút thời gian, bên này đã vây đầy cấm quân cùng cao thủ, càng là đỡ lấy đặc biệt vì bảo vệ hoàng tộc luyện chế phù phiên, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ giáng. Trong thấy hai tên thị vệ trở về, tất cả mọi người hơi hơi buông lỏng một hơi, lão hoàng đế lo lắng mà hỏi thăm như thế nào bên kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì hai vị tiên trưởng còn tại a à? quốc sư không có việc gì sao hai tên thị vệ liếc nhau một người trong đó tiến lên trả lời hồi bẩm bệ hạ quốc sư cùng chư vị tiên trưởng đều vô sự chỉ bất quá thiên sư xử chính điện cơ hồ bị hủy trong điện bên ngoài tất cả đều vỡ vụn tự hồ là tiên pháp chỗ đến quốc sư cáo tri chúng ta cũng không lo ngại để cho chúng ta về tới trước rồi có biết là loại nào tiên pháp lão hoàng đế truy vấn một câu thì vệ chỉ phải lắc đầu quốc sư có mệnh chúng ta không dám ở lâu chỉ biết nên là hôm nay đến hai vị kia tiên trưởng chỗ đến cái kia có thể có trẫm có thể giúp đỡ quốc sư nói không cần hỗ trợ lão hoàng đế nhìn xem chính điện phương hướng chỉ là khẽ thở dài một cái đối bên cạnh một tên hoạn quan đạo truyền ta khẩu dụ để cho công bộ bắt đầu chuẩn bị tu sửa thiên sư sử Tuân chỉ. Thái giám sau khi hành lễ chậm rãi lui ra, sau đó nhanh chóng trời đi, hoàng thượng như không định kỳ hạn, tuyệt đối đừng cho rằng liền có thể không vội, vừa vặn tương phản, đó chính là khẩn cấp nhất kỳ hạn. Kiều Ái Khanh, cái kia kế tiên trưởng cùng lỗ tiên trưởng sẽ không lập tức đi ngay a. À. Nghe được hoàng đế vấn đề, Kiều Dũng cũng đành phải kiên trì trả lời. Cái này, tội thần cũng không biết a, à, tiên nhân làm việc, chúng ta phàm nhân sao có thể vọng thêm suy đoán cũng chính là này lại, bỗng nhiên có người nhìn thấy quốc sư Môn Ngọc Thông vội vàng từ ngoài viện đi tới, có thể lão hoàng đế bọn người bỗng cảm thấy phấn chấn, chờ đi đến chỗ gần, Môn Ngọc Thông liền ngay thẳng mà mở miệng dò hỏi. "Bệ hạ, hai vị tiên trưởng có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng bệ hạ có thể mở ra bảo khố cho tiên trưởng đi vào nhìn qua, không biết bệ hạ ý như thế nào?" Lão hoàng đế nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng trả lời. "Chuẩn, trẫm chuẩn." Đừng nói là nhìn qua, tiên trưởng muốn cái gì một mực từ trong bảo khố cầm, nếu muốn hoặc nhiều hoặc ít liền có thể cầm bao nhiêu. Đối với lão hoàng đế mà nói, tiền tài tự nhiên không phải vật ngoài thân, nhưng cũng phải phân tình huống, hiện tại tình hình là có thể kết tiên nhân một phần thiện duyên, tốt hơn núi vàng núi bạc. Nói xong, lão hoàng đế xích lại gần môn ngọc thông, giảm thấp thanh âm nói: "Quốc sư, ngươi cho trẫm một cái tin chính xác, hai vị này tiên trưởng đạo hạnh đến tột cùng" lão hoàng đế không đem lời hoàn toàn nói thấu nhưng môn ngọc thông cũng biết ý hắn khẽ gật đầu trả lời chính là vi thần bình sinh ít thấy dù là tại tiên đạo thịnh hội bên trong cũng nhất định là ngồi tại cao vị bên trên loại kia được câu nói này lão hoàng đế ý cười càng sâu vội vàng truy vấn hai vị tiên trưởng khi nào đi bảo khố tốt nhất hai vị tiên nhân có thể lấy thêm chút kim ngân tài bảo một cái canh giờ phía sau hoàng cung phòng chữ thiên bảo khố chung quanh Nguyên bản phòng hộ trọng trọng cấm quân cùng đại nội cao thủ phần lớn bị triệt hồi, lão hoàng đế tự mình cùng quốc sư cùng một chỗ, mang theo kế duyên cùng lão ăn mày lại tới đây. Cái này bảo khố mười phần to lớn, chẳng những tường dày cửa cứng, còn tại nơi nơi có phù lục vẽ. Hai tên điêu luyện thị vệ tại phía trước mở đường, dẫn đầu đi đến đúc bằng đồng cửa lớn trước cửa, cầm trong tay chìa khóa mở ra hai thanh to lớn mà kỳ quái đồng khóa, tại chìa khóa đâm vào khóa bên trong thời điểm, kế duyên có thể nghe được bên trong rắc, rắc 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 một trận vang động, sau cùng mới đưa khóa lớn mở ra. Ô chi chi chi. Hơi chói tai cửa kim loại trục chuyển động tiếng vang lên, hai cái thị vệ đem cửa lớn đẩy ra. Lão hoàng đế đưa tay hướng phía trước một dẫn. Tiên trưởng mời vào trong, trong bảo khố bất kỳ vật gì, chỉ cần tiên trưởng coi trọng, một mực lấy đi không cần báo bị, lại thêm không hạn số lượng. Kế duyên cùng lão ăn mày chỉ là hướng về hoàng đế đem đầu một chút, liền cùng một chỗ cất bước đi vào bảo khố, quốc sư Tắc thì hơi chậm một bước đuổi theo. Vào tới bảo khố bên trong, kế duyên dù là từ nhìn lên xem chung quanh đều là mơ hồ không rõ một mảnh, nhưng cũng cảm thấy vàng son lộng lẫy, đây đều là hoàng kim phản xạ ra quan mang. Là, xem như hoàng cung phòng chữ thiên bảo khố, Bạch Ngân căn bản không tư cách tiến vào nơi này, tại cái này ngoại trừ đủ loại quý báu châu báu cùng những bảo vật khác, nhiều nhất chính là hoàng kim mà cái này bảo khố làm không tốt đến có nửa cái sân bóng như thế lớn nơi này bảo vật có phần cửa khác loại kho giá chỉnh tề có tắt thì trực tiếp chồng chất vào vàng rực lóa mắt dù là lấy kế duyên định lực cũng không khỏi hơi hơi hít vào một hơi hắn hai đời đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy a à, quá khoa trương ngẫm lại chính mình trong tay đầu chó vàng nguyên bản cảm thấy là khoản tiền lớn rồi cùng bên này so sánh đơn giản quá xấu hổ nhưng cái này cảm khái liền cùng thường nhân chế dẻo cảm giác không sai biệt lắm cười một tiếng sau đó kế duyên liền đem tâm tư bỏ vào chính sự bên trên quốc sư cũng tại lúc này mở miệng hai vị tiên trưởng trước đó môn mổ chính là ở bên kia thư họa trên kệ tìm tới giải trí họa quyển nói xong quốc sư dẫn hai người đi đến thoáng gần bên trong một cái thư họa giá bên trên chỉnh tề mà xếp chồng chất rồi một quyển cuốn tranh chữ trên kệ còn có đủ loại nhãn hiệu Nhãn hiệu bên trên là đủ loại thư họa mọi người nhân danh, có thậm chí có thời kỳ, đương nhiên cũng có đánh dấu, tạp gia không rõ các loại chữ. Kế duyên pháp nhãn toàn khai, trên dưới quét lướt, đều không có trông thấy cái gì đặc thù, lão ăn mày giờ phút này cũng vẫn khởi pháp mục quan sát bốn phía. Sau một hồi lâu hai người nhìn nhau, đều là khẽ lắc đầu. Chúng ta bốn phía tìm xem. Từng. Thế là hai người riêng phần mình tại hoàng cung trong bảo khố xuyên thẳng, xem như thật tại bảo khố tầm bảo rồi. Bảo khố bên ngoài, lão hoàng đế cũng có chút sốt ruột, hắn không phải sợ đồ vật bị lấy đi, trái lại sợ là không đồ vật bị coi trọng, hơn nữa lấy hắn kinh nghiệm tới nói, người sau khả năng càng lớn. Quả nhiên, nửa khắc đồng hồ phía sau, tiến nhập bảo khố ba người liền đi ra rồi, còn không đợi lão hoàng đế hỏi cái gì, rớt lại phía sau một bước quốc sư đã hướng hắn nháy mắt, đồng thời khẽ lắc đầu rồi, cái này biểu thị hai vị tiên trưởng cái gì đều không cầm đa tạ bệ hạ mở ra bảo khố để cho chúng ta nhìn qua kế mổ mở rộng tầm mắt lão khiếu hóa tử cũng thế đời này trông thấy nhiều tiền như vậy hắc sợ là thiên hạ chi tài quy hết về cái này rồi lão hoàng đế cũng chỉ là gượng ép cười cười trả lời quá khen nhưng trong lòng thì sốt ruột hắn không nghĩ tới để cho kế duyên cùng lão ăn mày đi xem một chút mặt khác bảo khố bởi vì chỉ có thiên tử hào bảo khố là vơ vét đủ loại bảo vật trong đó khả năng nhất bị tiên nhân coi trọng chính là đồ chơi văn hóa đồ vật, mà đổi thành bên ngoài bảo khố liền đều là kim ngân rồi, hay là đúc lại thành thỏi, không phải chút ít. Hai vị tiên trưởng không ngại lưu lại dùng bữa. Hôm qua tại kiều ái khanh nhà nhất định là không ăn được, trong nội cung ngự thiện tư vị thật tốt, hai vị cùng một chỗ dùng A. Hắc hắc, không cần, kiều dũng nhà đồ ăn phi thường phong phú, lão ăn mày ăn đến cái bụng tròn vo, có thể no bụng cái 10 năm 8 năm rồi kế duyên cũng là cười cười kế mổ cũng không cần rồi vậy phải làm sao bây giờ vậy phải làm sao bây giờ hai vị này xem xét liền là phải đi rồi lão hoàng đế trên mặt bình thản nhưng trong lòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại một tên lão thái giám cẩn thận mà tiếp cận hoàng đế ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng thì thầm bệ hạ ngài quên rồi trong bảo khố đồ chơi văn hóa bảo vật chỉ là một bộ phận chân chính tốt không đều tại ngự thư phòng cùng với từng cái trong cung điện sao. Lão hoàng đế nhãn tình sáng lên. Đúng đúng đúng. Hai vị tiên trưởng, nơi đây bảo vật chỉ là bộ phận, rất nhiều trân quý đồ vật kỳ thực đều trong cung, trẫm trong ngự thư phòng liền có không ít, lại đi xem một chút đi. Kế duyên suy nghĩ một chút nói. Cũng tốt, đi xem một chút. Lão hoàng đế liền tự mình mang theo bọn hắn đi tới ngự thư phòng, lần này không chỉ quốc sư tùy hành, lão chính hoàng đế cũng cùng một chỗ tiến đến, hướng kế duyên cùng lão ăn mày giới thiệu phòng bên trong hắn xem ra có giá trị nói một chút đồ vật ngự thư phòng không lớn không nhỏ vật trân quý không ít kế duyên pháp nhãn quét qua sau cùng lại dừng lại tại giá sách bên trong một quyển tranh chữ bên trên xác thực nói không phải tranh chữ mà là cuộc tranh chữ một cái tinh tế kim tơ thằng bên trên kế duyên hướng lão hoàng đế nói một câu đi đến giá phía trước đem tranh chữ gỡ xuống sau đó mở ra dây thường đem rút ra liền mặc kệ tranh chữ rồi cầm trên tay nhìn kỹ một bên lão ăn mày cũng tiến tới cái này kim tơ thằng kỳ thực cũng không bất kỳ cái gì pháp quan cùng thần quan hiển hiện nhưng lại có một cái phi thường không giống bình thường đặc chất bị lão ăn mày thấp giọng điểm phá có chút ý tứ cái này kim tơ thằng thế mà không loại ngũ hành thuộc tính chính như lão ăn mày nói cái này sợi dây không phải kim không phải thủy không phải mộc không phải hỏa cũng không phải thổ không loại ngũ hành thuộc tính thiên địa vạn vật bên trong tuyệt đại đa số đều tại trong ngũ hành một ngọn cây cộng cỏ phi cầm tẩu thú, thậm chí phong vân lôi đình đều có ngũ hành thuộc sở hữu, không loại ngũ hành thuộc tính đơn giản tựa như là nói thứ này không phải vật chất đồng dạng. Nhưng lấy lão ăn mày cùng kế duyên nhãn lực là sẽ không nhìn lầm. Đã dùng cái này sợi dây cục tranh chữ, cái kia tranh chữ có thể hay không cũng có chỗ đặc thù. Kế duyên nghĩ như vậy, đem một bên quyển trục liền cầm lên, đem chậm rãi triển khai. Bất quá bên trong nội dung để cho kế duyên cùng lão ăn mày thất vọng, đây là một cái gian sơn bức tranh bên trên còn có lưu thư đại tú sơn hà lại thêm có vẻ tranh nhân danh chữ chính là lão hoàng đế danh tự sở trạch hiển nhiên là rất không có khả năng có cái gì thần dị nơi nếu không lão hoàng đế chính là cái liền kế duyên cùng lão ăn mày đều nhìn không thấu cao nhân kế duyên một lần nữa đem lực chú ý phóng tới trong tay tơ vàng dây nhỏ bên trên nhìn sang một bên lão hoàng đế dò hỏi bệ hạ cái này kim tơ thằng là từ chỗ nào được đến vào hôm nay trước kia, lão hoàng đế đều chỉ biết cảm thấy đây bất quá là một cái tơ vàng dệt thành phổ thông sợi thừng, nơi nào sẽ nhớ rõ liên quan tới dây thừng sự tình, cho nên đành phải nhìn về phía bên cạnh lão thái giám. Cung thuận, ngươi cũng đã biết. Lão thái giám kỳ thực cũng ghi không quá rõ, một cái kim tơ thằng, trong hoàng cung còn nhiều, rất nhiều loại vật này, làm sao có thể cố ý đi nhớ, nhưng lão hoàng đế đặt câu hỏi, cũng chỉ có thể kiên trì trả lời, suy nghĩ một chút tiến lên một bước nói. Bẩm bệ hạ, trong nội cung có thật nhiều kim tơ thằng, thải hóa thái giám thường cách một đoạn thời gian liền sẽ từ chế tạo chỗ mang tới một chút, cái này kim tơ thằng có lẽ là chế tạo chỗ thợ khéo làm. Chế tạo chỗ. Lão ăn mày trồng mắt hơi hiếp, cười cười. Ha ha, cái này dây thường tuyệt không phải phàm nhân có thể tạo, bên trên cũng không phải kim tuyến. Nói đến đây, lão ăn mày bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mặt hướng một bên môn ngọc thông nói. Môn quốc sư, ngươi cái kia họa quyển lại tiếp đến dùng một chút rõ môn ngọc thông từ trong tay áo càng không đồ vật bên trong lấy ra họa quyển hai tay đưa cho lão ăn mày tự hồ là hiểu được lão ăn mày ý tưởng kế duyên cũng đem trong tay kim tơ thằng đưa tới lão ăn mày bắt lấy kim tơ thằng trên họa quyển nhẹ nhàng quấn quanh mấy vòng sau đó buộc lên tại cái này kim tơ thằng buộc lên phía sau giải trí họa quyển cái kia nguyên bản mơ hồ chỗ bất phàm cũng không tiêu thất cũng không có bởi vì buộc lên cái này sợi tơ vàng có cái gì biến hóa nhưng chính là cho kế duyên cùng lão ăn mày một loại vốn nên như vậy cảm giác thì ra là thế cái này tuyến vốn là cột giải trí họa quyển lúc đầu tại chữ thiên bảo khố không tìm được cái gì lấy kế duyên cùng lão ăn mày nhân vật như vậy bình thường liền sẽ rời đi nhưng sở dĩ không đi chủ yếu chính là kế duyên còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được nhàn nhạt cảm giác giờ phút này một tìm tới cái này sợi tơ vàng kế duyên cái loại cảm giác này cũng liền biến mất không khỏi để cho hắn dâng lên một loại minh ngộ biết rõ không có gì có giá trị tìm kiếm đồ vật kỳ thực cái này giải trí họa quyển bản thân cũng chỉ là có một chút bất phàm khí tức lộ ra vẽn vẹn tương đương với một đạo phù lục lại thêm có thể tùy tiện phong bế có không có cái này kim tơ thằng ảnh hưởng không lớn nhưng bây giờ tình huống ít nhất để cho kế duyên minh bạch cả hai có cùng nguồn gốc còn như cái này sợi tơ vàng sao, nhìn căn bản không phải pháp bảo gì, chỉ là chất liệu đặc thù mà thôi, càng giống là lúc trước vẽ tranh chi nhân, tiện tay lấy ra cuộc tranh dùng. Kế duyên rút lần nữa đi kim tơ thằng, đem giải trị họa quyển trả lại môn ngọc thông, lúc này mới đối lấy lão hoàng đế nói. Bệ hạ, cái này kim tơ thằng chúng ta lấy đi tốt chứ. Dù là biết rõ cái này kim tơ thằng khẳng định bất phàm, nhưng lão hoàng đế rõ ràng hơn chính mình lấy nó vô dụng mà cho kế duyên cùng lão ăn mày còn lại là một phần trọng yếu ân tình, đương nhiên không có ý kiến gì, vội vàng đáp lại nói. Trẫm sớm đã có lời ở phía trước, hai vị tiên trưởng coi trọng cái gì, một mực lấy đi, vật này tự nhiên cũng giống như vậy, bất quá là một đầu kim tơ thằng mà thôi. Đa tạ bệ hạ. Kế duyên hướng về lão hoàng đế chấp tay, mặc dù chỉ là nhàn nhạt chấp tay, nhưng cũng là lần đầu hướng về lão hoàng đế hành lễ, khiến ở lâu đế vương chi vị người sau, trong lòng cũng không khỏi có chút chút kích động tiên trưởng khách khí đúng rồi trẩm sớm đã phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị tiệc tối hai vị tiên trưởng sao không lưu lại cùng một chỗ dùng bữa quốc sư ngươi nói có đúng hay không a à? môn ngọc thông cũng vội vàng nói đúng đúng hai vị tiên trưởng không ngại ngay tại trong nội cung dùng bữa a à? ha ha kế duyên cười cười hai vị không cần khẩn trương ta còn sẽ không đi đâu bất quá trong nội cung dùng bữa liền miễn đi kế mổ nhưng đáp ứng tự mình xuống bếp vì kiều gia hài tử làm một bữa cơm qua lại kính cái kia hai cái gà mái đâu lão ăn mày không có hình tượng chút nào mà lấy tay luồn tới cổ áo gãi phía sau ngứa cũng đồng dạng từ chối nói ai cái này kế tiên sinh phải xuống bếp ta lão khiếu hóa tử làm sao có thể không đi nếm thử kế tiên sinh còn chờ cái gì đi thôi nếu ngươi không đi trời tối hiện tại cũng xem như phát sinh không ít chuyện hiện tại đã là buổi chiều trời tối mặc dù còn sớm nhưng lão ăn mày cũng xác thực đối kế duyên thủ nghệ rất hiếu kỳ không cần phải hoàng đế cùng quốc sư bọn người đồng ý đi trước một bước lão hoàng đế há to miệng cuối cùng vẫn là không nói ra có thể hay không cùng đi lời nói kế duyên cùng lão ăn mày đã đi hoàng đế bên cạnh kiều dũng do dự một chút vẫn là mở miệng ách bệ hạ tội thần tội thần có hay không cần phải trở về lão hoàng đế nghe vậy sững sờ nhìn xem kiều dũng kiều ái khanh ngươi còn ở lại chỗ này nhanh đi về a à, nhớ kỹ thay trẫm thật tốt chiêu đãi hai vị tiên trưởng đúng rồi muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn ngự thiện phòng trực tiếp đưa qua chớ ngẩn ra đó người ta khách nhân chờ lấy chủ nhân nhanh đi nhanh đi vân 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 tội thần lĩnh chỉ thần lập tức đi ngay kiều dũng xin lỗi một tiếng vội vàng bước nhanh rời đi lão hoàng đế mấy người cũng đồng thời ra khỏi ngự thư phòng nhưng chỉ gặp bước nhanh rời đi Kiều Dũng, đã thấy không đến kế duyên cùng lão ăn mày. Quốc sư, ngươi nói trẩm ứng đối thế nào? Đứng tại ngự thư phòng bên ngoài, lão hoàng đế khẽ nhíu mày nhìn xem Kiều Dũng rời đi bóng lưng, hỏi dò bên cạnh môn ngọc thông. Bệ hạ tiếng thối có độ, ứng đối vừa vặn, không có người có thể so sánh bệ hạ làm được tốt hơn rồi. Suy nghĩ một chút, môn ngọc thông lại nói. Bệ hạ, thần cáo lui trước. Quốc sư không lưu lại đến dùng bữa. Môn Ngọc thông thở dài, giơ nâng trong tay giải trí họa quyển. "Bệ hạ, bức họa này cũng không biết liên quan đến cái gì bí mật sự tình, ta đạo hạnh còn không đủ để lưng vác cái này bí, lưu không được, lại không dám lưu a, à, hay là đi giao cho hai cái tiên trưởng đi." Trước đó kế duyên cùng lão ăn mày tại Thiên sư Sử thi pháp, biết được Môn Ngọc thông kỳ thực hơi có chút lo lắng hai cái cao nhân sẽ trực tiếp lấy đi họa quyển bất quá tiên tu chính tông quả nhiên sẽ không làm loại sự tình này, cho nên phía sau liền trả lại hắn, chỉ là căn dặn hắn nhớ lấy thật tốt đảm bảo. Nhưng lúc này môn ngọc thông bên trái muốn phải muốn đều cảm thấy không đúng, cảm giác chính mình không dám tiếp tục giữ lại tranh này, liền động đậy đem giao cho hai vị cao nhân ý niệm, có lẽ cái kia hai cái cao nhân cũng là sớm có sở liệu, lúc trước cũng không nói toạc mà thôi. Đúng rồi bệ hạ, trước đây hai vị tiên trưởng còn nói một việc, tại biện vinh phủ pha tử sơn bên kia. Tại kế duyên tự mình tại Kiều Gia xuống bếp thời điểm, Kinh Thành Thiên Sư Sử Tiên Sư cùng truyền chỉ hoạn quan liền đã xuất phát, vừa vặn cùng Biện Vinh Phủ bên kia phái tới báo cáo người soi cái mặt. Đồ ăn còn chưa làm thời điểm tốt, quốc sư Môn Ngọc thông tới một lượt Kiều Phủ, hết sức trịnh trọng mà lưu lại giải trí họa quyển, kế duyên tại phòng bếp không đi ra, là lão ăn mày đến tiền viện nhận lấy. Kế duyên xuống bếp, ngoại trừ làm kê châu bên kia thức ăn, còn nếm thử hoàng nguyên trước đó tại huyền tâm phủ phi thuyền bên trên làm thịt cá mặc dù không có ngày thứ hai quý thủy kim lân ngư nhưng có hoa táo mật cùng kế duyên nấu nướng thủ pháp cho dù là phổ thông một đầu cá trắm cỏ cũng nấu nướng cực kỳ đúng chỗ thậm chí còn hóa đi trong đó gai nhỏ để cho hài tử bắt đầu ăn càng thêm thuận tiện tư vị tự nhiên cũng không cần nhiều lời trong lúc đó kế duyên càng là khẳng khái mà lấy ra trong đó một cái thiên đấu hồ vì mỗi người đều đổ rượu Mặc dù là màu trắng cái kia thiên đấu hồ, nhưng trong đó rượu đối người đồng dạng vô cùng hữu ích, ẩn chứa linh khí càng dễ bị người hấp thu. Đến trời tối người yên thời điểm, hay là cái kia khách xá tiểu viện, kế duyên trong tay cầm sợi tơ vàng, lão ăn mày trong tay cầm giải trí họa quyển, hai người tương đối ngồi ở trong viện trước bàn đá. "Kế tiên sinh, cái này giải trí họa quyển hay là ngươi thu vừa vặn chút, lão khiếu hóa tử chỉ hy vọng ngươi có thể cùng ta nói một chút bức họa này bên trong thâm ý." lão ăn mày đem họa quyển đẩy lên kế duyên trước mặt người sau đem triển khai trên bàn không có độ nhập linh khí cùng pháp lực tình huống dưới liền tựa như một cái phổ thông vẽ chỉ bất quá vẽ lên đồ vật tương đối hung ác tương đối kỳ quái mà thôi lỗ lão tiên sinh cũng không phải kế mổ không muốn nói tranh này có thâm ý gì kế mổ cũng không rõ ràng còn như giải trí kim ô cùng tất phương các loại sự tình cảm giác có rất nhiều có thể nói nhưng lại cảm giác nói không nên lời cái nguyên cớ đến đây là kế duyên lời nói thật, dù sao hắn kiếp trước cũng không phải đặc biệt nghiên cứu cái này, có ấn tượng, có thể nói ra một chút, nhưng cũng không thể rất nhỏ, bất quá lời này nghe vào lão ăn mày trong tai liền khó tránh khỏi để cho hắn lĩnh hội ra không cùng ý tư. Tốt a, xem ra là thích hợp nói nhiều, lão khiếu hóa tử đi nghỉ trước, tiên sinh cũng đi ngủ sớm một chút đi. Lão ăn mày cũng không bắt buộc, đứng dậy phủi mông một cái liền thoải mái xoay người tiến nhập đối diện khách phòng hiện tại hiểu rõ mặc dù không nhiều nhưng mơ hồ trong đó lại có loại đối mặt thượng cổ chi bí cảm giác cho dù là lão ăn mày bực này nhân vật giờ phút này nghĩ kỹ lại chấn động trong lòng vẫn như cũ không giảm loại này nghĩ cũng biết khẳng định cực kỳ khó lường bí mật kế duyên không muốn nhiều lời cũng là rất bình thường đóng cửa thời khắc lão ăn mày xuyên thấu qua chậm rãi đóng lại khe cửa nhìn về phía trong nội viện trước bàn đá kế duyên ánh trăng đắm chìm phía dưới một thân thanh sam kế duyên tựa như giác lên một tầng màn ánh sáng, đang tay cầm sợi tơ vàng, nhìn xem trên bàn họa quyển lọc vào trầm tư. Nhận biết đến càng lâu, trái lại càng ngày càng đoán không thấu ngươi, kế duyên, ngươi đến tục cùng là thần thánh phương nào. Bất quá mặc dù kế duyên không rõ lai lịch, nhưng như lão ăn mày bực này nhân vật, minh tâm kiến tính thiên nhân giao cảm, đối với kế duyên nhân phẩm là mười phần tin được, biết rõ người này con đường nhất định vì đường đường chính đạo. Kế duyên nhìn xem đối diện khách xá, lão ăn mày đã đem cửa đóng lại. Như lão ăn mày một dạng tiên tu nhân vật, đã đóng cửa liền sẽ không làm ra làm bộ như thế. Sau đó liền cách lấy cánh cửa vụng trộn quan sát sự tình. Trước mắt giải trí họa quyển chính là là người phương nào sở tác, còn có trong tay kim tơ thằng đến tụt cùng là làm bằng vật liệu gì? Thế mà tiện tay lấy ra buộc tranh, thật không phải cái gì pháp khí sao? Kim tơ thằng tại kế duyên trong tay chậm rãi lơ lửng mà lên hắn vận khởi pháp lực hội tụ chung quanh linh khí, tập trung đến kim tơ thằng bên trên, bởi vì linh khí đưa vào dẫn đến kim tơ thằng phát ra nhàn nhạt kim quang, nhưng đây cũng không phải là là dây thần kích phát trận pháp gì huyền ảo. Nhiều nhất chỉ có thể coi là đặc thù chất liệu đối với linh khí phản ứng. Theo kế duyên tâm niệm biến hóa, lơ lửng kim tơ thằng cũng theo đó sinh ra đủ loại hình dạng biến hóa, hoặc thẳng tắp, hoặc uốn lượng, hoặc như linh xà du động, lại hoặc là cuốn quyết nhau thắt nút, sau đó liền nhẹ nhõm rút tán. Loại tình huống này không khỏi khiến kế duyên tự lẫm bẩm. Tâm thần điều động đến ngược lại là 10 phần nhẹ nhõm, cơ hồ có thể làm được tùy tâm biến hóa không sai chút nào. Ngự vật chi pháp mặc dù là tiên đạo thậm chí từng cái tu hành đạo giữa đường 10 phần cơ sở pháp môn, nhưng tương tự cũng là biến hóa nhiều nhất pháp môn, vô cùng có đại biểu tính chính là ngự kiếm chi thuật, đã sớm trở thành một loại vang dội tiên đạo chính pháp, thậm chí có thể trở thành không ít tiên tu chi sĩ căn bản diệu pháp. Ở trong đó tự nhiên là bởi vì ngự vật phải học không khó, phải tin nhưng không dễ dàng. Nếu muốn luyện được hoa đến hóa nhập càng nhiều dịu dụng cùng uy năng tắc thì khó càng thêm khó. Đối người thi pháp yêu cầu cao, đối chỗ ngự đồ vật yêu cầu cũng giống như thế. Mà kế duyên trong tay kim tơ thằng xác thực thần kỳ, cơ hồ là tùy tâm biến hóa không sai chút nào. Không biết trình độ bền bỉ thế nào. Nghĩ tới đây, kế duyên cũng không do dự, hai tay đem lơ lửng sợi tơ vàng bắt lấy, sau đó dùng sức hướng hai bên lôi kéo. Đừng nhìn kế duyên một bộ tư văn nho nhã phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng trên thực tế, một cái quanh năm lấy linh khí rèn luyện bản thân, lại là ngũ hành viên mãn tu sĩ, còn bị động đi qua kiếp lôi luyện thể, bản thân sức lực đã không thể coi thường. Xoẹt xoẹt két, Dây thường phát ra sợi tơ khoáy động thanh âm, nhưng bản thân dị thường kiên cố. Kế duyên tâm niệm vừa động, toàn thân pháp lực từ lên, bởi vì vận pháp mà lên duyên cớ trong chốc lát hai tay lôi kéo dây thường lực đạo gấp trăm lần nghìn lần gia tăng quả nhiên cứng tỏi 3. kế duyên cái trước ý niệm mới dâng lên dây thường thế mà tại hắn phản ứng đều phản ứng không kịp tình huống dưới trực tiếp gãy mất gãy mất gãy mất kế duyên rõ ràng sửng sốt một hồi lâu cái này cùng trong tưởng tượng có một số không giống nhau lắm a à? nhìn qua trên hai cánh tay một trái một phải hai mảnh kim tơ thằng, nguyên là bây giờ kế duyên tâm cảnh, cũng không nhịn được kéo ra khóe miệng, này làm sao xử lý. Nếm thử tính đem hai mảnh dây thường đứt kể cùng tiến tới, đã thấy đến hai đoạn dây thường liền tự động nối liền với nhau, lại hơi hơi dùng sức kéo kéo, căn bản cảm giác không thấy kim tơ thằng từng đứt đoạn, liền liền vận pháp bên trên phản hồi cảm giác cũng mười phần thông thấu, đơn giản liền thành một khối. Có chút ý tứ, đem kim tơ thằng hơi hơi quăng lên, khiến cho lơ lửng không trung, sau đó kế duyên tay phải hướng bên cạnh duỗi ra, cùng hắn tâm niệm nghĩ thông suốt thanh đằng tiên kiếm lập tức bay tới nơi đây, tại vừa đúng thời gian từ kế duyên nắm chặt chui kiếm. Tranh 3 Trong trẻo tiếng kiếm reo hòa thanh dòn trở vào bao âm thanh cơ hồ không hề thỉnh thoảng vang lên, không trung kim tơ thằng quả nhiên đã đồng thanh chém làm hai mảnh, bất quá lần này không phải từ ở giữa đoạn, mà là một bên chiếm giữ hơn chính thành chiều dài, một bên chỉ có ngắn ngủi một đoạn đầu dây. Kế duyên lần thứ hai bắt lấy hai mảnh sợi dây, cẩn thận mà xích lại gần. Tiên kiếm gây thương tích kiếm ý khó trừ, bình thường mà nói, bị thanh đằng kiếm chặt đứt đồ vật, tùy tiện cũng không thể lại lần nữa hợp, nhưng giờ phút này hai mảnh dây thường khẽ dựa gần, lập tức liền chồng chất vào nhau, cùng trước đó một dạng thông thấu ăn khớp. Có ý tứ. Kế duyên dùng tay vuốt cầm, ké mắt nhìn xem dây thường tự hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì, chốc lắc phía sau hắn ánh mắt lóe lên có rồi quyết định đầu tiên là lần thứ hai đưa tay xé đứt một đoạn đầu dây sau đó sau một khắc kế duyên hơi hơi há miệng nương theo lấy một trận thổ khí âm thanh là một đạo màu đỏ xám khí lưu trực tiếp cuốn tới ngắn mũi cái kia đoạn đầu dây bên trên tam mũi chân hỏa chi khí vừa xuất hiện trong nội viện mặc dù cũng không bất kỳ cái gì thể cảm giác nhiệt độ biến hóa nhưng âm dương hòa hợp bỗng chốc bị đánh vỡ thậm chí linh khí lưu động đều bị bày ra Nguyên bản tại trên giường nằm yên lão ăn mày cơ hồ một cái an vị lên, như trước đó nghe được tiếng kiếm treo, tại tâm ý phương diện cảm giác liền như là ngân quan tránh qua, như thế giờ phút này cảm giác, tựa như ngập trời biển lửa hàng lâm. Lão ăn mày nhìn về phía cửa gỗ phương hướng, một cửa chi cách bên ngoài, kế duyên rốt cuộc đang làm cái gì nội dung, tựa hồ tại thi triển một loại lợi hại ngự hỏa thần thông. Trong nội viện, tại tam muội chân hỏa chi khí thiêu đốt phía dưới, đạo này dây thường ngược lại không có gì thay đổi, khiến kế duyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời cũng nới lỏng tâm tam muội chân hỏa chi khí hơi dừng một chút sau đó trực tiếp một cổ chân chính màu đỏ xám tam muội chân hỏa phun ra ào 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 ngọn lửa này cuốn tới đầu dây bên trên mấy hơi ở giữa giống như là bởi vì tam muội chân hỏa thiêu đốt quá mức khoa trương nguyên bản tựa như tơ vàng bệnh tinh tế dây thừng giờ phút này đã ánh vàng rực rỡ một mảnh hiện ra mười phần lấp lánh dễ thấy tam muội chân hỏa quá mức nguy hiểm Bất quá kế duyên đối chân hỏa điều khiển mặc dù còn không đến mức hoàn toàn tùy tâm sở dục, nhưng so với lúc trước liền mạnh hơn nhiều lắm, ít nhất đã có thể làm được trong lửa lại làm cách khác. Giờ khắc này tại Tam Muội chân hỏa thiêu đốt phía dưới, kế duyên lần thứ hai động niệm lấy ý ngự vật, đầu dây bị lôi kéo, chiều dài nhận được kéo dài tới, liền tựa như tại kéo dây thun đồng dạng, chỉ bất quá dây thun kéo dài sẽ biến nhỏ, mà cái này lại tựa như không biến hóa, hoặc là biến hóa không rõ ràng như vậy. Mấy hơi phía sau, kế duyên thu rồi tam muội chân hỏa, kết quả lại có chút trợn tròn mắt, cái kia đoạn đầu dây thế mà không có biến trở về đi, mà là duy trì loại kia ánh vàng rực rỡ trạng thái, liền liền kéo kéo phía sau chiều dài đều là giống nhau. Lại nhìn kỹ, cái này ánh vàng rực rỡ một đoạn dây thường tính trạng giống như là hoàn toàn cải biến, mặc dù nhìn xem chói mắt một chút, có thể nguyên bản loại kia tựa như từng đầu tơ vàng bệnh tinh tế tỉ mỉ cảm giác không thấy, dùng tay niết niết, tính dẻo dai cũng kém không ít cái này còn có thể tiếp về sao? Kế duyên đang nghe truyện trên TV audio CV lấy ra tương đối dài cái kia một đoạn kim tơ thằng, xích lại gần vàng ống ánh dây thường phịch phịch, kết quả không phản ứng chút nào, nên đoạn vẫn là đoạn. Chơi cởi. Ách. Cái này sao? Bỗng nhiên, kế duyên trong lòng linh quan khẽ động, đưa tay bắt lấy cái kia đoạn xảy ra biến hóa dây thừng, lần thứ hai dùng sức kéo kéo, thậm chí trực tiếp vận pháp làm lực, nhưng dây thừng không chút sức mẻ đã tay kéo không ngừng, sau một khắc trực tiếp lần thứ hai rút kiếm. Tranh Đinh Thanh đằng kiếm trảm tại cái này một đoạn ánh vàng rực rỡ dây thừng bên trên, thế mà bị hơi hơi mở ra hai tấc mặc dù kế duyên căn bản không vận pháp, mặc dù tiên kiếm chỉ là tùy ý một trảm, không lên kiếm quan tụ kiếm ý, nhưng trong ấn tượng, cái này tự hồ là lần đầu gặp gỡ thanh đằng kiếm không thể một trảm kiếm công đồ vật. Vù vù. Tiên kiếm rung rẩy bên trong, một trận dọa người kiếm ý dâng lên trên thân kiếm sáng như tuyết ngân quang tràn ngập tự hồ chuẩn bị lại trảm lại bị kế duyên trực tiếp đưa tay đè lại đừng giận dỗi chỉ là nho nhỏ thử một chút không phải không phải bổ ra nói xong kế duyên trả lại kiếm trở vào bao còn vỗ vỗ thân kiếm lúc này mới trấn an phía dưới thanh đằng kiếm để cho nó một lần nữa treo ở phía sau kế duyên ánh mắt một mực không rời đi cái này một đoạn ánh vàng rực rỡ dây thừng đưa tay ở trên cao đầu tìm tòi tinh tế cảm giác phía dưới có thể cảm nhận được một đạo khó mà phát giác vết cạn hắn nếm thử độ nhập một chút linh khí quả nhiên vết cạn cũng lập tức biến mất khá là ý tứ thật đúng là cái bảo bối tại kế duyên mang theo ý cười tự lẩm bẩm thời điểm đối diện gian nhà lão ăn mày rốt cục nhịn không được kế tiên sinh hơn nửa đêm ngươi không ngủ được làm trò gì đâu trước đó còn dễ nói có thể vừa rồi đột nhiên cảm giác được kế duyên tiên kiếm kiếm ý ngút trời đem lão ăn mày đều dọa cho giật mình nếu không phải chung quanh không thể cảm giác được cái gì tà khí lão ăn mày kém chút cho là có cái gì yêu ma đột kích kế duyên vội vàng hướng về đối diện khách xá xin lỗi một câu quấy rầy đến lỗ lão tiên sinh đi ngủ thật sự là kế mổ tội lỗi kế mổ cái này đi ngủ cái này đi ngủ ha 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 nói xong kế duyên đứng dậy còn hết sức trịnh trọng hướng về đối diện chắp tay thi lễ sau đó mới thu hồi trên bàn giải trí họa quyển cùng với một dài một ngắn hai mảnh đã tính trạng khác biệt dây thừng lại chuyển thân đi vào chính mình khách xá bên trong thần thần bí bí cười vui vẻ như vậy lão ăn mày trong phòng lẩm bẩm một câu mặc dù hiếu kỳ nhưng vẫn là lần thứ hai nằm xuống coi như cùng kế duyên quan hệ không tệ cũng không tốt can thiệp người ta tu hành sự tình về đến phòng bên trong kế duyên chỗ nào còn ngủ được liền cùng tiểu hài tử hiếm thấy nhận được một kiện chơi vui đồ chơi đồng dạng vào đầu bức tai mà tại trong đêm đều muốn từ trong chăn đứng lên vụn trộm chơi. Đương nhiên, hiện tại kế duyên không có khả năng chỉ là ham chơi, nhưng bởi vì cái này đặc thù dây thừng, trong lòng hiện ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Ngồi tại trên giường kế duyên lắc một cái tay áo, từ đó bay ra từng đạo từng đạo linh phù, đây là trước đó tại đỉnh phong độ đi dạo thời điểm mua, có thể dùng đến thi triển cấm chế, lấy kế duyên pháp nhãn xem ra 10 phần bất phàm. Giờ phút này kế duyên một cái hướng về khách xá bốn phía đánh ra 12 đạo linh phù, sau đó trong tay xuất hiện một loạt pháp tiền, đuổi theo những này linh phù cùng một chỗ đánh ra, một cái phù chồng chất một viên pháp tiền, dán tại gian phòng các nơi. Chung quanh tựa như lập tức yên tĩnh trở lại, đây không phải nói bên trong nghe không được bên ngoài động tĩnh, mà là cấm chế có hiệu lực mang đến tâm linh cảm quan, tựa như phòng ốc bên trong bên ngoài thiên địa chia cắt. Làm xong những này, Kế duyên trong tay áo liền bay ra một đoàn ống ánh dịch thấu sợi tơ, bay ra vài chồng chỉnh chỉnh tề tề lân phiến, sau đó lóe ra lôi quang lại còn chưa hoàn toàn khôi phục sắc lệnh lôi chú cũng xuất hiện. Pháp luyện sợi tơ tầm thuộc kim, kính hải kim lân thuộc thủy, thiên đạo kiếp lôi thuộc một, tam muội chân hỏa thuộc hỏa rồi lại ẩn chứa âm dương. Còn kém thổ. Không sai, kế duyên chính là muốn nếm thử cho mình luyện một kiện pháp bảo, trong lòng cũng có rồi sơ bộ tưởng tượng, cái này kim tơ thằng như thế đặc thù, không tại trong ngũ hành, mà hắn vừa vặn có thể một lần nữa hóa nhập ngũ hành, khiến cho trở thành hiếm thấy ngũ hành gồm nhiều mặt đồ vật, không phải dùng tấm chế hóa nhập, mà là tại chất phương diện đồng dạng ngũ hành viên mãn. Kế duyên trên tay mặc dù không có cao tuyệt luyện khí chi pháp, nhưng hắn đối sơ qua đại lộ hóa một chút luyện khí pháp môn cũng có hiểu biết, đồng thời từ trước đến nay lấy sắc lệnh chi pháp là hơn. Dù sao trong tay còn thiếu đồ vật lại bảo bối không phải một ngày luyện thành, hiện tại chỉ là thử một chút có thể hay không tương dung, có thể dung đến đi vào mới có thể đàm luận phía sau, mà rốt cuộc trọng yếu vật xúc tắc chính là tam muội chân hỏa. Kế duyên bây giờ có thể vững tin tam muội chân hỏa tại thích hợp hỏa hầu phía dưới, sẽ không đem cái này kim tơ thằng thiêu hủy, chỉ biết thay đổi nó trạng thái. Chỉ bất quá kế duyên cũng rất vững tin, trong tay cái khác pháp luyện tơ tầm cũng tốt, kim lân cũng được, tất cả đều ngăn cản không nổi chân hỏa thiêu đốt, có lẽ cũng liền kiếp lôi sẽ không lập tức bị chân hỏa thiêu hủy. Nhưng có câu nói là ngũ hành một sinh hỏa, cái khác một thì cũng thôi đi, đoán chừng không kịp phản ứng liền sẽ bị tam muội chân hỏa thiêu hủy, nhưng nếu là cái này thiên đạo kiếp lôi xen lẫn tại tam muội chân hỏa bên trong, có chút nửa điểm khống chế không tốt nói. Chỉ là ngẫm lại, kế duyên cái này chủ nhân đều cảm thấy không rét mà run, có lẽ cái này tam muội lôi hỏa không nhận khống bộc phát, chính là đáng sợ nhất sự tình một trong bất quá lực khống chế từ trước đến nay là ta am hiểu. Kế duyên tự nói một câu, trước tiên từ pháp luyện tơ tầm bắt đầu, thi pháp đem dây dưa tại một đoạn ngắn bị giật xuống đến tơ vàng trên thân, sau đó trực tiếp phun ra một ngụm tam muội chân hỏa. Sau một khắc, hỏa diễm tăng theo cấp số cộng, cho dù là kế duyên luyện chế quá đặc thù tơ tầm, cũng ngăn không được một cái nháy mắt thời gian, trực tiếp thành tro, để cho kế duyên hơi cảm thấy có chút mất mặt, nhưng cũng may cái này tam muội chân hỏa cũng là chính mình bản lĩnh giữ nhà. Thử nửa một mảnh kim lân, lần này kim tơ thằng quấn quanh trên kim lân, tam muội chân hỏa thiêu đốt đi qua, thế mà trên kim lân lên một tầng màn ánh sáng, bởi vì thủy hỏa bất dung quan hệ, quý thủy chi tinh tản ra từng cơn gợn sóng, tam muội chân hỏa ngắn mũi chống đỡ. Sau đó trong nháy mắt, phịch, ào 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 ào, trong phòng thật giống như bị nổ tung thác nước, mảng lớn sóng nước huy sái, kế duyên trực tiếp bị ngâm nửa thân ướt đẫm, sau đó nước lại tại cực thời gian ngắn bên trong bị bốc hơi. Có thể kế duyên toàn bộ thân thể mây mù lượng lờ bồng bềnh như tiên. Sơ bộ nếm thử thất bại không ra kế duyên sở liệu, pháp bảo dĩ nhiên không phải tốt như vậy luyện chế, chuyên tu cái này đạo tu sĩ đều cần năm này tháng nọ trút xuống kinh lịch, hắn mặc dù lực khống chế cực mạnh, đối tiên đạo coi là rất có thiên phú, cũng không có khả năng một lần là xong. Hiện tại trong tay còn thừa lại cái này không thử kế duyên nhìn thoáng qua lôi quan lấp lóe sắc lệnh lôi chú do dự một chút vẫn là thử lại lần nữa pháp luyện tơ tầm đi có lẽ trước tiên có thể lấy chân hỏa luyện kim thằng sau đó lập tức tản đi hỏa diễm để cho tơ tầm thay thế nguyên bản kim tuyến sắp xếp tính trạng vừa rồi cải biến kim thằng bên trong nghĩ đến liền làm kế duyên cũng không cần mới kim tơ thằng mà là dùng phía trước đã bị thiêu đốt quá cái kia một đoạn lại bắt đầu lại từ đầu luyện hóa tại loại này từ hứng thú cùng chờ mong cảm giác mang đến rất nhỏ hơn phấn trạng thái dưới kế duyên vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo cẩn thận là trong lòng pháp bảo làm lấy nếm thử trong bất tri bất giác đã một đêm trôi qua nhìn như không hề thành tích kế duyên cũng lấy ra điểm đấy luyện chế pháp khí hoặc là pháp bảo có đôi khi cũng không phải là thủ pháp cao minh bao nhiêu là được kinh nghiệm cùng diệu pháp cũng rất cần thiên thời các loại cơ duyên có lẽ chính là kém thổ linh đồ vật có lẽ là biệt đương nhiên cũng phải loại suy khiêm tốn hướng cao nhân thỉnh giáo xem, còn như nói cao nhân, đối diện liền ở một cái chân chính cao nhân, mà cùng kế duyên quan hệ không tệ, cũng đáng được tín nhiệm. Hiện tại đã là bình minh, cái này dù sao cũng là kiều phủ, kế duyên cũng kịp thời triệt hồi cấm chế, để cho nắng sớm có thể đem cửa giấy dán cửa sổ nhuộm thành nhu hòa ánh bình minh chi quan. Một đêm không ngủ kế duyên thần thanh khí sản bà từ trên giường đứng lên, đi tới cửa phía trước. Kẹt kẹt, một tiếng mở cửa ra thời khắc, chính là ánh mặt trời chân chính hạ xuống kế duyên trên thân để cho hắn cảm thấy ấm áp đồng dạng một đêm không nghỉ ngơi lão ăn mày cũng tại này lại mở cửa phòng cười cười hướng kế duyên lên tiếng chào hỏi kế tiên sinh sớm a à, nghỉ ngơi đến thế nào nghỉ ngơi đến không tệ lỗ lão tiên sinh đâu kế duyên mặc lộ vẻ dáng tươi cười trả lời cũng tạm được nếu như có thể biết kế tiên sinh tối hôm qua mân mê thứ gì thì tốt hơn kế duyên cười cười lắc đầu tại lão ăn mày cho rằng kế duyên chuyện đương nhiên nên cái gì cũng không nói hoặc là làm trò bí hiểm thời điểm kế duyên lại mở miệng nói ra làm hắn ngoài ý muốn lời nói kỳ thực bất quá là muốn nếm thử lấy hôm qua kim tơ thằng luyện chế một kiện bảo bối ồ lão ăn mày lộ ra cực cảm thấy hứng thú biểu lộ như thế nào kế duyên chỉ chỉ trong nội viện bàn đá nói kế mổ đang có rất nhiều nghi hoặc mong muốn hướng lỗ lão tiên sinh thỉnh giáo Lão ăn mày nhìn chăm chú nhìn xem kế duyên, gặp kế duyên thần sắc chân thành, trên mặt cũng cười càng thêm vui vẻ một cái, vội vàng từ trong phòng đi ra, hướng đi bàn đá. Tới tới tới, kế tiên sinh tới từ từ nói, lão khiếu hóa tử nhất định biết không không nói. Kế duyên gật gật đầu, đến trong nội viện trước bàn, vung tay áo, trên bàn đã xuất hiện ấm trà chén trà, ấm trà càng là nóng hôi hổi, còn có một bình vị ngọt khí tràn ngập mật ông bày ở khay trà bên trong. Hắc hắc hắc, cái này mật ong thế nhưng là đồ tốt a à. thiên hạ chỉ có ngươi kế tiên sinh nơi này có lão khiếu hóa tử lại có lộc ăn lão ăn mày bực này nhân vật tự nhiên đối linh vật có thể phân ra cái nguy hiểm tính mạng năm đó ở kế duyên trong nội viện đã cảm thấy cái này mật ong rất đặc thù hôm qua ăn kế duyên làm đồ ăn liền nếm đến cái này mật ong càng là xác định điểm này liền hắn bực này tu vi đều có thể có tác dụng tuyệt không phải bình thường ẩn chứa linh khí đồ vật mà kế duyên cũng không có luyện chế quá cái này mật ong đều là thuần thiên nhiên chỉ có thể nói những mật chi hoa không thể coi thường ha ha lỗ lão tiên sinh nếu là ưa thích năm nào mật hoa thành thục lúc kế mổ đặc biệt vì ngươi lưu một bình hai bình lão ăn mày duỗi ra hai ngón tay trước sau đông đưa một cái kế duyên vội vàng lắc đầu không được không được không phải kế mổ hẹp hòi cái này mật thế gian khó tìm có thể sang ra một bình đã là ngươi ta tương giao tâm đầu ý hợp thường nhân cho một muỗng đã là cùng kế mổ duyên phận thâm hậu. Câu này, tương giao tâm đầu ý hợp nghe được lão ăn mày thập phần vui vẻ. Ha ha ha! Xác thực như thế, lão khiếu hóa tử tự nhiên biết được kế tiên sinh không phải người nhỏ mọn, một bình liền một bình, vừa cắt không nên ghi, nếu không lão khiếu hóa tử liền mỗi ngày ngồi sổng cư an tiểu các cửa ra vào ăn xin. Vui đùa lời nói sau đó, hai người lập tức bắt đầu đi vào chính đề, kế duyên cũng không che giấu đem sợi tơ vàng đủ loại biến hóa cùng ý nghĩ trong lòng toàn bộ cáo tri lão ăn mày nếu như là người ta nói những này lão ăn mày cũng liền nghe qua cười cười nhưng nói người là kế duyên có chút nội dung tại hắn nghe tới mặc dù là một loại thường thức tính hoang đường sai lầm có thể đã từ kế duyên miệng bên trong nói ra lão ăn mày liền không khỏi sẽ nghĩ sâu tính kỹ một phen bản thân không tương tự ngũ hành mà ở đây hóa nhập ngũ hành lấy không nhận có tiên thiên cân bằng lại chú ý âm dương đổi thành người ta nói như vậy lão ăn mày khẳng định đổ ập xuống chính là một câu ngốc thiếu trách mắng đi nhưng kế duyên nói xong hắn lại thật lâu không nói trầm tư suy nghĩ trong đó khả năng không tệ cái khác tứ hành đều dễ nói chủ yếu là kế mổ hiện tại còn thiếu một loại thổ linh đồ vật cũng vô pháp nếm thử hóa nhập lão ăn mày trên mặt không hiện trong lòng lại là rung lên kế duyên lời này hắn lý giải thành cái khác tứ hành cùng âm dương hóa nhập đều nắm chắc đơn độc thiếu thổ hành tạm thời chưa có thổ linh mà nói, kế tiên sinh thế nào làm, y lão khiếu hóa tự ý kiến, lấy tương sinh chi đạo tuần tự hóa nhập cho thỏa đáng. Từng, kế mổ cũng là như thế cảm thấy, nhưng thiên địa vạn vật đều do âm dương nhị khí mà lên, lại luyện khí dù sao cần luyện hóa, cho nên kế mổ dự định lấy tam muội chân hỏa làm nền, hiển hiện hỏa hình liền chú ý âm dương, ở phía trước hóa nhập loại một thiên đạo kiếp lôi, tăng phúc hỏa thế, lỗ lão tiên sinh nghĩ như thế nào lão ăn mày nhướng mày tam muội chân hỏa thiên đạo kiếp lôi kế duyên khiêm tốn thỉnh giáo tự nhiên thẳng thắn gặp nhau đem tự thân hai loại áp đáy hòng bản sự tinh tế nói tới kế mổ không dám nói am hiểu ngự hỏa lại có một loại uy lực không tầm thường hỏa chút thần thông tên là tam muội chân hỏa có khác một loại đồng dạng bất phàm ngự lôi thần thông tên là sắc lệnh lôi chú kế duyên người này xem như tương đối khiêm tốn điểm này lão ăn mày cũng minh bạch tụ lý càng không loại này năm đó ở trên giấy nhìn thoáng qua liền hiểu được bất phàm thần thông, kế duyên đều chung quy từ chối thẹn thùng tại gặp người, này lại hắn đều nói uy lực không tầm thường, cái kia nhất định là quỷ thần khó lường. Có thể hay không cho lão khiếu hóa tử nhìn qua? Có thể. Kế duyên gật đầu đồng thời, hơi hơi há mồm. Hô. Không phải chân hỏa chi khí, mà là trực tiếp phun ra một đoàn tam muội chân hỏa. Trào. Chân hỏa vốn là trường kỳ tồn tại ở ý cảnh bên trong, hiển hiện thời khắc, tại lão ăn mày bực này đạo hạnh nhân vật tâm cảnh bên trong, lập tức hiển hóa ra ngập trời biển lửa cảm giác, cái kia núi, cái kia nước, cái kia gió, cái kia mây, không có gì không đốt. Vung đi một nháy mắt huyễn tưởng, lại nhìn kỹ trước mắt lơ lửng chân hỏa, ngọn lửa thường thường vững vàng chuyển động loạn lên, hiện ra đỏ xám chi sắc, tựa như cũng không có có thể chung quanh nhiệt độ lên cao. Nguy hiểm, lửa này rất nguy hiểm tam muội chân hỏa xem như kế mổ đắc ý thần thông chia tay lấy tâm quân thần hỏa biến thành đan lô chân hỏa âm dương chi khí biến thành âm dương chân hỏa là thiên địa nhân tam tài hình ảnh lấy ý tam muội luyện hóa thành một là vì tam muội chân hỏa người trúng khó mà đào thoát vi năng quá mức kế mổ cực ít vận dụng lão ăn mày hít sâu một hơi nghiêm túc gật gật đầu cũng không muốn nếm thử mặc cho kế duyên đem chân hỏa thu hồi sau đó nhìn xem kế duyên vung tay áo ở giữa từ đó bay ra một đạo lôi quang lấp lánh linh văn phù chú. Lần này cảm giác áp bách so ta mũi chân hỏa loại kia dương cung mà không phát trạng thái mạnh không ít, chủ yếu là bởi vì cái này lôi chú vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lôi quang kim hồng biến ảo, linh văn lấp lóe không yên, bên trên kiếp lôi khí tức thì có tràn ra, kiếp chung quanh gió bắt đầu thổi, trong nội viện các đá vòng quanh bàn đá nhấp nhô. Lão ăn mày nhìn về phía bầu trời, phát hiện bầu trời phong vân tự động, có hội tụ dấu hiệu, vẻn vẹn bởi vì lôi chú hiện thân. Cái này linh phù tên là sắc lệnh lôi chú, năm đó có một nhiều năm mặt dao bị thương nặng, toàn thân tinh nguyên tán tràn, kế mổ lấy sắc lệnh chi pháp mạnh thu nó tinh nguyên, hóa nhập trừ tà chính dương chi ý, ngưng là lôi chú, sau đó quanh năm nạp tàn lôi đình, càng là thu nhập một đạo khó lường thiên đạo chi lôi. Bây giờ còn kém chút hỏa hầu mới có thể một lần nữa ổn định lại suy nghĩ một chút kế duyên nói bổ sung cái này chú đồng dạng tùy tiện không thể ra lão ăn mày miễn cưỡng cười cười cái này chú như ra sợ chính là thiên phạt hàng thế kế tiên sinh có đức hiếu sinh tự nhiên sẽ dùng cẩn thận đã đều nói hỏa một nhị hành kế duyên dứt khoát hãy nói một chút khác liền lấy ra kim lân vật này được từ kính huyền hải các bên trong kính hải chính là quý thủy chi tinh hoạt hóa kính hải kim lân tầm không tệ chính là cái này cá kế mổ trước đó nói hơn nửa cái này cá quý thủy tinh nguyên đẩy vào vẫy cá sau đó gỡ xuống mạo xưng làm thủy hành đồ vật mạo xưng làm lão ăn mày con mắt trừng một cái còn có kim hình mặc dù nhìn như hơi kém nhưng kéo dài tới thật tốt chính là hết sức quan trọng đồ vật được rồi được rồi đi kế tiên sinh không cần nói lão khiếu hóa tự biết rõ ngươi lợi hại đừng nói nữa ta đàm luận thổ hành đàm luận thổ hành người thiếu thổ hành chúng ta ngẫm lại biện pháp vẫn là trước tiên nói chuyện phương pháp luyện chế kế duyên đối với cái này đạo chân bước không sâu tất nhiên không bằng lỗ lão tiên sinh đêm qua ta nếm thử đem cuối cùng kế duyên là thật khiêm tốn thỉnh giáo không tiếp tục bày ra cái gì đến kích thích hắn lão ăn mày cũng là nhẹ nhàng thở ra đồng thời rất nhanh liền tiến nhập trạng thái lại thêm dâng lên một loại còn mạnh hơn kế duyên cảm giác hưng phấn nhiều như vậy thế gian hiếm thấy bảo vật lại có hắn cùng kế duyên hai cái cao nhân cùng nhau thương nghị, có lẽ còn có thể cùng một chỗ luyện chế, cái kia luyện ra pháp bảo nên như thế nào đến. Chỉ là ngẫm lại, đều để lão ăn mày bực này tiên đạo cao tuyệt nhân vật hưng phấn đến không tốt. Kế duyên cùng lão ăn mày ở trong viện thương thảo đến nhiệt liệt, trong lúc đó kiều gia người lão bột kia bưng tới bữa ăn sáng cũng là đặt ở trong nội viện cùng một chỗ ăn. Mà tại hai người nghiên cứu thảo luận pháp bảo luyện chế thời điểm, kiều gia tiền viện cũng nên đón một vị lão thái giám chính là lão hoàng đế thân tín hoạn quan cung thuận kiều dũng dẫn đầu kiều gia một đám phía trước viện hành lễ tiếp chỉ trẫm ưng thiên chi mệnh biết phía trước tây trấn thủy sư đề đốc kiều dũng chính là người trung nghĩa khanh trở về nhà nghỉ ngơi đã có vài năm vốn muốn khiến khanh thêm nghỉ thêm dưỡng nhưng triều chính sự tình bận rộn trung quân ái quốc chi hiền thần hiếm thấy nhìn khanh còn hướng giúp đỡ xã tắc hôm nay lên quan phục nguyên chức không hề ngoài ý muốn là để cho hắn quang phục nguyên chức, thậm chí còn cho phép triệu hồi bộ hạ cũ. Mặc dù sớm có sở liệu, cũng vẫn như cũ có thể bao quát Kiều Dũng ở bên trong kiều gia trên dưới hết sức kích động, tương đương với chân chính một lần nữa về tới thượng lưu xã hội, mặc dù kiều gia người có thể ăn được khổ, nhưng người nào không hy vọng có thể trải qua càng tốt hơn một chút hơn, cũng hy vọng có thể vinh quang cửa nhà. Lão thái dám cao giọng tuyên đọc, thẳng đến một chữ cuối cùng hạ xuống kiều gia mọi người mới cao giọng tạ ơn tạ bệ hạ long ân kiều dũng hô hấp đều hơi run rẩy ngẩng đầu lên nhìn về phía truyền chỉ thái giám người sau nhẹ nhàng đem thánh chỉ khép lại hai tay hướng phía trước đưa tới ha 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 kiều đại nhân kiều dũng vội vàng thu lễ tiếp cận lão thái giám đồng dạng hai tay đón lấy thánh chỉ làm phiền công công kiều mổ kiều mổ bây giờ gia cảnh đại thái giám truyền chỉ thường thường đều là muốn cho chút chỗ tốt phí, loại này hoạn quan có đôi khi có thể tạo được không tưởng được tác dụng, nhất là cung thuận loại này tại hoàng đế trước mặt cực kỳ được sủng ái. Cung thuận cũng là nhân tinh, tự nhiên biết rõ kiều dũng xấu hổ nơi, vội vàng hai tay chối từ. Ai ai, kiều đại nhân quá lo lắng, tạp gia chỉ là theo lễ công bằng làm việc, cũng không cái gì tâm tư khác, đúng rồi, trước khi đến bệ hạ còn để cho ta nhắn cho kiều đại nhân. Công công mời nói. Lão thái giám nhìn xem kiều gia hậu viện phương hướng, thấp giọng nói: Hai vị tiên trưởng còn tại a. Bệ hạ ý là, lúc nào gặp lại gặp hai vị tiên trưởng, lĩnh giáo vừa xuống tiên đạo sự tình. Kiều Dũng Minh bạch hoàng đế ý tứ, tự nhiên gật đầu đồng ý. Công công mời về đi nói cho bệ hạ, vì thần nhất định truyền lời lại, chỉ là thần tiên làm việc phàm nhân khó dò, vì thần chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Ai, kiều đại nhân không cần lo lắng hiện tại hoàng thượng đối ngươi thế nhưng là ưu ái có thừa. Ách ha ha, còn cần công công dịu dắt. Ha ha ha, dễ nói dễ nói. Kiều Dũng bây giờ vô cùng rõ ràng, đạo làm quan, cương trực công chính tự nhiên là phẩm chất ưu tú, cũng cực kỳ khó được, nhưng cứng quá dễ gãy, trừ phi đế vương cùng trọng thần bao dung tính rất mạnh, nếu không không phải trường tồn chi đạo. Chờ truyền chỉ thái giám vừa đi, Kiều Dũng liền vội vàng đi hậu viện khách xá chỗ, người không tới thanh âm đã trước tiên truyền đi qua. Trước đó đều là kêu tiên trưởng, nhưng sau đó kế duyên để cho hắn kêu kế tiên sinh là được rồi, lão ăn mày cũng liền tự nhiên để cho hắn kêu, lão khiếu hóa tử liền có thể, nhưng kế tiên sinh có thể kêu, lão khiếu hóa tử danh xưng như thế này cũng quá bất kính, kiều gia người không dám, liền điều hòa kêu lỗ tiên sinh. Kế tiên sinh, lỗ tiên sinh, kế tiên sinh, lỗ tiên sinh, kiều mổ lại tới quấy rầy, hai vị. Kiều Dũng thanh âm im bạc mà dừng, vượt qua cửa viện thời điểm, trông thấy khách xá trong nội viện đã đã mất đi kế duyên cùng lão ăn mày bóng dáng, rõ ràng một thắc đồng hồ trước đó hắn đến thời điểm, hai người còn tại trò chuyện, nói cái gì thổ a thủy, chẳng lẽ rời đi rồi? Kiều Dũng trong lòng hoảng hốt, hắn mới đánh cam đoan nhất định tiện thể nhắn đến, lúc đầu đã lưu lại chỗ trống, không dám nói nhất định có thể thành, hiện tại khả năng ngay cả lời đều mang không đến, hắn bước nhanh đến gần viện lạc trước tiên nhìn nhìn hai bên khách xá, cửa đóng được thật tốt, nhìn nhìn lại trong nội viện trên bàn đá, bữa ăn sáng chén dĩa chỉnh chỉnh tề tề đặt vào, phía trên cháo cùng củ cải khô những vật này đã ăn sạch sẽ. Kiều Dũng chưa từ bỏ ý định, đi trước đến kế duyên phòng trước kia mở cửa, bên trong đệm chăn chỉnh tề sạch bóng, trong phòng cũng mười phần thông thấu, không có lưu lại bất kỳ cái gì nguyên bản không có đồ vật, lại nhanh chạy bộ đến lão ăn mày phòng bên trong, đồng dạng liền cùng không có người ở đồng dạng. Ai? hai vị tiên trưởng đi rồi cái này thế nào hướng hoàng thượng bàn giao a kiều dũng có chút chán nản đi đến trong nội viện chuẩn bị thu thập bát đũa có thể chờ tới gần mới phát hiện còn có đồ vật bởi vì thị giác nguyên nhân bị chén dĩa cùng thay ngăn tại phía sau lại là một cái bình ngọc nhỏ cùng một cái viết giấy lộn kiều dũng như nhặt được chí bảo trước tiên mặc kệ bình ngọc cẩn thận đem trang giấy cầm lên tinh tế nghiên cứu phía sau thở dài ra một hơi ít nhất đối hoàng đế có bàn giao để tờ giấy xuống kiều dũng liền cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trên bàn đá bình ngọc nhỏ cái này bình ngọc nhỏ ước nửa bàn tay dài hai chỉ thô đung đưa có thể cảm giác được bên trong có chất lỏng ước chừng là một chén lượng đây chính là kế tiên sinh lưu thư bên trên nơi chỉ tiên tử long tiên hương xem bốn bề vắng lặng kiều dũng liền vụng trộm mở ra bình ngọc nhỏ bên trên nút mềm lập tức một cổ nồng đậm mùi rượu phiêu đảng ra so tối hôm qua kế duyên rót rượu còn muốn nồng đậm không biết bao nhiêu càng là nghe được kiều dũng tâm thần dao động trung lên hạ thân kiều dũng vội vàng đem bình ngọc nhỏ lại nhét bên trên sợ mình chịu không được dụ hoặc cho trực tiếp uống rồi gần phân nửa canh giờ phía sau hoàng cung trong ngự thư phòng chỉ có lão hoàng đế cùng lão thái giám cung thuận cùng với kiều dũng cùng quốc sư môn ngọc thông bốn người lão hoàng đế nắm lấy kế duyên lưu thư đã nhìn nhiều lần thẳng đến lần thứ ba đọc xác nhận không hề bỏ sót mới buông ra ai Kế tiên trưởng cùng lỗ tiên trưởng đúng là không từ mà biệt. Mặc dù kế tiên trưởng nói sẽ hỗ trợ cáo tri tiên hà đảo, chúng ta khổ tìm bọn họ không chiếm được sự tình, cũng không biết tiên hà đảo tiên trưởng sẽ làm phản ứng gì a. À? Còn có cái này tiên tử quốc sư, ngươi thấy thế nào? Lão hoàng đế sắc mặt có chút phức tạp. Tiên tử tự nhiên là tốt, nhưng hắn cũng không phải không uống quá. Quốc sư liền đã từng đặc biệt thi pháp hóa linh khí nhập trụ, để cho người bình thường ở giữa trụ ngon biến thành tiên tửu uống rồi xác thực thoải mái nhưng cũng chính là thoải mái môn ngọc thông giờ phút này ngay tại quan sát bình ngọc nhỏ nghe được lão hoàng đế lời nói liền biết hắn nghĩ sai vội vàng xích lại gần giải thích nói bệ hạ tiên hà đảo sự tình thần không dám kết luận nhưng có kế tiên trưởng mà nói chắc hẳn nhiều một phần hy vọng còn rượu này đây là chân chính tiên nhưỡng cùng thần thi pháp hóa linh khí nhập rượu loại kia kém thủ pháp khác biệt cực lớn a chân chính tiên nhưỡng từ lấy tài liệu đến luyện pháp lại đến thành rượu che chở, đều có thể nói một loại đặc biệt diệu pháp, trình độ nào đó liền tựa như là tại luyện đan A, à, huống hồ. Nói xong, môn ngọc thông đưa tay nắm bình nhỏ nút mềm, cẩn thận đem mở ra. Long tiên hương đặc thù mùi rượu tràn ra, ở đây người nghe ngóng thần say mê trì thần mê. Huống hồ. Kế tiên trưởng lưu thư bên trong một câu kia, giang hà thủy trạch chi quân dốc lòng luyện chế. Bệ hạ, kế tiên trưởng dùng là quân, mà không phải thần ca khác nhau ở chỗ nào sao? Lão hoàng đế vô ý thức đưa tay mò về bình ngọc nhỏ, đồng thời sắc mặt hơi khẩn trương cùng mong đợi. Đương nhiên là có khác nhau. Khác nhau quá lớn. Môn ngọc thông cẩn thận đem ngọc bội đưa cho lão hoàng đế, gật đầu giải thích nói. Bây giờ thủy trạch bên trong lấy long tộc vi tôn, có tư cách dùng gian hà thủy trạch chi quân, cái kia khả năng, chỉ có thể thay chỉ một đầu chân long A. Bệ hạ, trụ này, chính là chân long dốc lòng luyện chế, tên là Long Tiên Hương, có lẽ là chính là chỉ chân long gặp trụ này, đều sẽ thèm ăn chảy nước miếng A. Nói cách khác, đây mới thực là trường sinh chi tử. Lão Hoàng đế thân hình chấn động, cắt gao nắm lấy trong tay bình ngọc, khắc chế lập tức uống vào mãnh liệt xung động, vẫn không quên hỏi dò một câu. Quốc sư, rượu này có thể cần thuốc gì dẫn? trẫm trực tiếp uống sẽ không lãng phí dược lực A. Bệ hạ yên tâm, Kế tiên trưởng không có vô cùng căng dặn, cái kia nhất định là có thể trực tiếp uống, ách, như bệ hạ thuận tiện mà nói, có thể hay không, có thể hay không lưu một chút cho thần nghiên cứu một chút, không cần nhiều, mấy giọt liền có thể. Lão hoàng đế cũng nhịn không được nữa, chỉ là hướng về quốc sư gật gật đầu, trước tiên nuốt xuống miệng bên trong ngụm nước, sau đó bình ngọc nhỏ hướng về phía miệng, ngửa mặt lên trời đem trong bình rượu uống vào, tại uống rượu quá trình bên trong, long tiên hương mùi rượu càng là phản phất nồng nặc mấy lần tật ừ, ực, ực ực đây là lão hoàng đế nuốt long tiên hương thanh âm ực ừ, ực 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 đây là kiều dũng cùng đại thái giám cung thuận nuốt nước miếng thanh âm liền liền một bên môn ngọc thông đều yết hầu hơi hơi rung rung rượu vừa xuống miệng lão hoàng đế cũng cảm giác có một cổ cùng cuộn nhiệt lưu từ yết hầu rơi xuống trong bụng sau đó lại tại trong nháy mắt hòa tan vào thân thể vọt hướng toàn thân hồn thân nhiệt lưu không ngừng gân cốt tựa như nhận thiêu đốt lại cũng không thống khổ, trái lại mười phần thoải mái, nhưng cùng lúc, tâm thần bắt đầu mê loạn. Não đại cũng ngất xỉu. Hảo. Rượu. Cái phun ra hai chữ này, Long Tiên Hương cái kia khoa trương tử kình liền lên tới, lão hoàng đế lung lay hai lần, hướng về một bên ngã xuống. Bệ hạ. Kiều Dũng cùng lão thái giám riêng phần mình vừa sải bước ra, một trái một phải đỡ đổ xuống lão hoàng đế, mà Môn Ngọc Thông Tắc thì vội vàng đưa tay tiếp nhận từ lão hoàng đế trong tay tróc ra bình ngọc nhỏ. Nhìn kỹ trong bình, Môn Ngọc Thông chỉ là khẽ thở dài một cái, đã nói lưu mấy dọc đâu, cái này chỉ còn lại một chút dư hương. Bất quá dù vậy, Môn Ngọc Thông vẫn là vội vàng dùng nút mềm đem bình ngọc nhét nhanh, điểm này dư hương cũng luyến tiếc lãng phí a. Quốc sư đại nhân, bệ hạ hắn không có việc gì sao? Lão thái dám lo âu hỏi dò một tiếng, Môn Ngọc Thông cười cười, uống rượu sao, tử kình uống lớn say rồi, có thể có chuyện gì, đưa bệ hạ đi tẩm cung nghỉ ngơi, ngắn thì một ngày lâu là ba năm ngày, tất nhiên liền tỉnh rồi. Rõ. Lão Thái Giám cùng Kiều Dũng lúc này mới yên tâm lại. Kế duyên cùng lão ăn mày rời đi bởi vì phát giác được đồ tư yên đã tỉnh rồi, thuần túy là bởi vì đối với pháp bảo luyện chế thảo luận nhiệt liệt, Kiều gia hậu viện cái này địa phương đã không quá thích hợp, mà thích hợp nhất địa phương nhưng thật ra là cửu phong sơn bất quá trước đó hai người tự nhiên muốn thuận đường đi một chuyến pha tử sơn mặc dù cũng không dấu hiệu chứng tỏ đồ tư yên sẽ lập tức tỉnh lại nhưng cái này hồ yêu không thể lẽ thường đoạn chi trải qua tự nhiên phải đi nhìn một cái quả nhiên càng là tiếp cận pha tử sơn kế duyên cùng lão ăn mày trong lòng thì càng mơ hồ có cảm giác biết rõ cái này hồ ly đã tỉnh rồi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha